Kính chào quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm mùa Phục Sinh. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14 từ câu 27 đến câu 31a. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại cho anh em bình an, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha. Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó đã xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Bình an là một điều có thể nói trong lúc này mọi người chúng ta đều khát khao, nhất là tin tức hàng ngày được cập nhật về cuộc chiến Ukraine, nhất là tin tức về các biến thể mới của COVID-19 vẫn chưa dừng lại, nhất là có những người trục lợi chiến tranh để làm giàu, trục lợi chiến tranh để tạo ra uy thế chính trị trong giả dối, nhất là có những người trục lợi dịch bệnh để kiếm ăn, để thu vén hàng loạt tài sản và kể cả sức sống của người khác cho mình. Và bao nhiêu người đã phải chết oan vì những chính sách sai lầm của dịch bệnh. Chúng ta cần bình an là bởi vì chúng ta tự mình đang không thể cứu mình thoát khỏi giai đoạn hiện tại. Nói như thế, nhiều người sẽ cho rằng chúng ta quá bi quan. Thật ra không phải bi quan và không bi quan một chút nào cả. Mà ngược lại, đó là cách chúng ta không ảo tưởng. Chúng ta biết rõ mình, chúng ta biết rõ thế gian này. Thế gian trong cái mùa dịch của năm vừa qua, đặc biệt là từ tháng 5 đến tháng 10 ở vùng Sài Gòn, họ nỗ lực để tạo ra bình an với những hàng rào, với những phong tỏa, với những ngăn cản, và có cả hàng loạt quân đội từ phương Bắc tiến vào phương Nam bồng súng đi mua thức ăn hộ. Tất cả những thứ bình an đó là bình an của thế gian. Và kết quả là chỉ riêng Sài Gòn thôi, hơn 19.000 người đã chết và rất là nhiều người chẳng phải do COVID cũng bị chết trong dịch COVID và vì những chính sách gọi là bình an của thế gian như vậy. Chúng ta đối diện với lời mời gọi và khẳng định của Chúa Giêsu: Thầy ban bình an của Thầy chứ không phải của ai khác cho anh em. Bình an của Thầy không phải là bình an của thế gian. Bình an của Chúa Giêsu trong bối cảnh mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ, đó là bình an ở sâu thẳm trong tâm hồn. Cái nơi mà con người ta được Thiên Chúa ôm chặt, được chính Thiên Chúa bảo an. Để rồi cái đó trở nên một sức mạnh lan tỏa, dù bên ngoài bị bắt bớ, bị sỉ nhục,
bị đánh đòn và thậm chí bị giết chết. Và cái bình an đó, bình an của Chúa Giê-xu đó, sẽ theo chúng ta suốt đời, theo chúng ta mọi nơi mọi lúc, chứ không phải dừng lại khi một chiến dịch hết như bình an của thế gian. Hoặc là ngay khi điều mà thế gian cho là bình an thì chúng ta cũng đã mong làm sao thoát khỏi được bình an đó. Đất nước Ukraine đang yên đang lành, người ta nhân danh bảo vệ bình an cho những người nói tiếng nghe bằng cách tấn công Ukraine. Và chỉ riêng các tài sản về vật chất mà Nga đã phá hủy đã trên 100 tỷ đô la, chưa kể nhân mạng của cả hai bên. Đó không phải là bình an của Chúa Giê-xu. Bình an của Chúa Giê-xu là bình an khác, bình an gia tăng sức mạnh để có thể đối diện với những khó khăn trong cuộc đời. Amen.